Dạ, xin chào tất cả các anh chị đã quay trở lại với kênh xe lướt giá rẻ của em. Em là Huyền, là nhân viên kinh doanh tại công ty Isika Group, công ty chuyên kinh doanh trao đổi mua bán những dòng xe đã qua sử dụng. Bữa giờ là em quay xe 5 chỗ, xe 7 chỗ rất là nhiều. Dạ, thì em có quay một chiếc Kia Celanto rồi. Dạ, thì hôm nay tiếp tục em sẽ quay cho các anh chị một chiếc xe, đó là chiếc Mazda 3 đời 2016. Và bữa em có một chiếc Mazda 3 đời cũng đời 2016, màu trắng, màu bạc, màu xanh. Dạ, nhưng mà hầu như là xe đầu về là bán hết xe đó. Dạ, xe biển số tỉnh có, biển số thành phố có. Dạ đó. Dạ, nhưng mà cái số lượng khách mà đi tìm Mazda 3 thì cũng nhiều. Dạ, là do cái kiểu dáng form của Mazda nhìn rất là thể thao và nó không có bị lỗi thời. Dạ, và cái chiếc xe này luôn á là nó cũng biển số thì là ở Sài Gòn luôn, cho nên các anh chị nào ở Sài Gòn thì mình đỡ đúng tiền biển ha. Dạ, đỡ tốn tiền biển. Đây, xe có nước sơn là màu đen. Màu đen là cái màu quyền lực á. Dạ, nên nhìn chiếc xe nào khi lên màu đen thì nó cũng rất là đẹp. Do xe hôm nay bên em về nhiều quá cho nên là không có. Đây, em sẽ quay một vòng cho các anh chị xem ha. Xe này không có cảm biến, nhưng mà nó có camera lùi. Dạ, không có cảm biến nhưng mà có camera lùi. Dạ, đồ dụng cụ sửa chữa là còn đầy đủ nha. Dạ, đây là ốc carbon, zin là còn zin nha các anh chị nha. Bên em cam kết với các anh chị luôn là xe là không đâm đụng ngập nước. Bao các anh chị đi check hãng, các anh chị chỉ định hãng nào thì bên em sẽ đi chỗ đó cho các anh chị, nên các anh chị cứ yên tâm ha. Ngoài chế độ bảo hành của hãng thì bên em sẽ có chế độ bảo hành riêng khi các anh chị mua xe bên em. Dạ, thì chiếc 2016 này thì nó cũng hết bảo hành rồi. Dạ, nhưng mà anh chị vẫn sẽ được hưởng bảo hành chế độ bên em. Dạ, khi mua xe tại trung tâm Isika, công ty Isika Group ha. Xe màu đen thì nhìn lúc nào nó cũng đẹp. Dạ đây. Chiếc màu đen, chiếc Mazda 3 này thì anh chạy cũng được mà chị thì chạy cũng được ha. Dạ, tại vì nhỏ gọn, các chị em thấy chạy mấy cái form như thế này thì cũng dễ hơn. Do đuôi nó ngắn thì mình dễ chạy hơn. Đây, ủa cái nó hơi mờ. Đây ha. Ghế là ghế da rồi nha. Ghế da. Chỉ không có cửa gió sau, không có cửa gió sau, nhưng mà với chế độ lạnh của Mazda thì ngồi phía sau nó vẫn lạnh bình thường, chứ không nhất thiết là phải có cửa gió ha. Xe thì không có chỉnh điện, ghế thì vẫn là ghế cơ. Dạ, phanh tay thì vẫn là phanh tay cơ. Dạ, nhưng mà em thích nhất là cái nút cái độ điều chỉnh ở trên âm thanh như thế này. Dạ, em rất là thích kiểu nó nhìn nó giống rất là giống mẹt. Dạ. Đây có màn hình luôn ha. Đây là ở vô lăng thì cũng có điều chỉnh âm lượng, điều chỉnh kênh, đàm thoại đánh tay. Dạ có luôn. Dạ, xe chạy được 61.000 nha. Xe chạy được 61.000. Đây là nút chỉnh lên xuống đèn, muốn thấp hay cao thì tùy anh chị, anh chị có thể chỉnh ha. Đây, có cửa sổ trời, có cửa sổ trời luôn. Người tiêu dùng vùng Việt Nam mình đó thì thường là có sở thích là hay đi tắm biển, ngắm biển, thì có cửa sổ trời thì mình có thể là lấy gió thiên nhiên. Dạ, đều được ha. Thì sẽ sở thích của mỗi người thôi, có người thì không thích thì có người thì thích. Dạ đây, gặp gương, điều chỉnh gương. Nhìn nó bóp bóng màu đen thì nó bóp bóng thì nó đẹp ghê á. Biển số Sài Gòn luôn, nên các anh chị đỡ luôn ha, đỡ đổi biển nè nếu anh chị ở hộ khẩu Sài Gòn. Kê xe đây. À,
Cái này là dạng máy ảnh rửa xong máy ảnh bôi dầu bóng để bảo vệ và nên hơi bóng bóng một tí. Rồi. Xe là cam kết là gầm bệ máy móc là nguyên zin nha. Các anh chị khi mua xe bên đây các anh chị có yên tâm nha. Em nói thiệt luôn á, nên anh chị mua xe bên hãng em nè. Tuy là có thể mắc hơn ở ngoài từ 5 triệu nhưng mà đảm bảo là xe chất lượng ha. Xe của hãng tại em cũng là hãng lớn mà. Dạ, cam kết luôn anh chị ha, máy móc là gầm bệ là còn nguyên zin luôn. Dạ rồi, ok em xin giới thiệu lại phần xe này nha. Đây là chiếc Mazda 3 2016 bản số tự động, Mazda 3 số tự động nha các anh chị nha. Thì hiện tại đây được ra bán tại công ty em, cái dòng này là dòng sedan. Dạ thì đang được ra bán tại công ty, xe mới chạy được khoảng 61.000 thôi, đang được ra bán tại công ty em với giá là tầm khoảng 535 triệu. Thì các anh chị nào có dễ ý quan tâm về cái dòng xe này á thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0902 600 126. Giá vẫn còn có thể thương lượng, cái giá em báo đó chỉ là giá tham khảo thôi nha các anh chị nha. Dạ các anh chị đừng ngần ngại là bốc máy lên trả giá em. Dạ như giá hợp lý thì ok thì em sẽ múc luôn nha các anh chị ha. Dạ rồi, các anh chị nhớ liên hệ với em trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo với em để em có thể tư vấn kỹ hơn về cho các anh chị nha. Dạ, các anh chị nhớ bấm like, share và subscribe của em để theo dõi những video tiếp theo về những dòng xe lướt bên em. Em xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video sau ạ. À.